Sao bà không rái gì trơn trời. Tao bầu rồi mà thấy không rái không ơi không hỡi gì trơn. Chị đó hả? Chị đó là lấy hai cái nó 200. Đồ chi mà cái gì sao không đủ phút luôn.
Thì nó xúc anh làm đang dán đừng có xúc nữa. Đá nó hạnh bị.
cái sợi cau luôn. Được rồi.